Chào anh em, hôm nay mình làm video tổng hợp các bãi quái linh hồn từ 4x đến 5x map từ châu cho những anh em nào cần.
Anh em thấy video của mình hữu ích thì anh em nhớ like, share và subscribe kênh của mình để theo dõi những video kế tiếp nha. Lần sau mình sẽ làm các bãi quái linh hồn cao hơn nữa. Tổng hợp là các bãi quái linh hồn cao hơn cho anh em nào cần nha. Xin chào anh em, xin cảm ơn.